Theo các nhà khảo cổ, công trình này được thiết kế không chỉ để cung cấp một lối đi mà còn tạo một kênh nước ngọt cho các nhà máy bia mới vào thời điểm đó. Sau khi các nhà sản xuất bia địa phương báo cáo về tình trạng nước chua làm hỏng sản phẩm của họ. Những tàn tích này và các phần khác sẽ được vẽ lại cho một dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ sắp xếp lại tuyến đại lộ chính, bao gồm các đường hầm, các đại lộ, hệ thống cống rãnh và xe điện ở phía bắc thành phố. Ở một số nơi, các di vật khảo cổ thực sự phải biến mất bởi không còn cách nào khác. Đường hầm xe điện buộc phải đi qua đó. Nhưng ở một số nơi khác như nơi tôi đang đứng, chúng ta có thể thấy một phần của bức tường bảo vệ này. Sau này nó sẽ được đóng lại để đảm bảo không bị phá hủy. Phần lớn cầu, pháo đài và các bức tường cũ của thành phố sẽ được tích hợp vào thiết kế của đường xe điện, hiển thị cho hành khách và người đi bộ như một phần của quảng trường Opera Plan mới. Khu vực cầu và pháo đài lân cận sẽ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sẽ được bao phủ bởi con đường mới. Ở những nơi khác, sau khi được lưu vào tài liệu và quét 3D, phần còn lại sẽ được gỡ bỏ để xây dựng đường hầm xe điện mới.